Hello, chào các em nha. Chào mừng tất cả anh em đã quay trở lại với kênh YouTube Chuyên về hàng nội địa và âm thanh bãi của Nhật Audio. Trong video hôm nay thì Nhật sẽ mang đến cho anh em là một cặp loa đến từ thương hiệu của Nhật Bản là PMB, và dòng này sẽ có tên model là CS120. Đây là cặp loa và nó là cực kỳ nổi tiếng ở phân khúc giá rẻ anh em. Sản phẩm này Nhật để lại cho anh em chỉ mới 3 triệu đồng. Và nếu anh em muốn mua thì anh em phải liên hệ trực tiếp với Nhật qua số điện thoại hoặc qua Zalo đã được tư vấn và hỗ trợ nhiệt tình nhất. Con này thì nổi bật ở chỗ là nó có một cái thiết kế và nó rất là đẹp và bắt mắt nha anh em. Và đặc biệt là con này hát karaoke phải nói là cực kỳ là tốt luôn em mà. Vì công suất của nó rất là khủng, đến tận là 120W trên một loa nha anh em. Và đặc biệt là giải bass chỗ này đập nghe rất là căng, phê, tròn trịa, nên được rất là nhiều anh em ưa chuộng. Đây mời anh em cùng nhìn xem qua về hình thức cũng như về thiết kế trong sản phẩm này. Đây con này thì nó sẽ có thiết kế là thùng gỗ nha anh em. Ở đây thì nó sẽ có logo thương hiệu của PMB, tên model là CS120. Đây là dòng loa mà nó sẽ có hai đường tín anh em, bao gồm là một loa bass và một loa jack. Đây đầu tiên chúng ta sẽ đến với loa bass trước nha anh em. Đây là loa bass 25 nha anh em. Đây, con này nó sẽ có màn giấy. Đây con này thì gân nó thì nó sẽ xếp nhìn rất là đẹp nha mà. Đây, bình vã tẩm dầu nha anh em. Thiết kế rất là đẹp, nhưng mà còn ra cái khung của nó thì nó sẽ in logo thương hiệu của PMB nha anh em. Đây in ở bốn góc và một loa jack. Còn ở đây thì nó sẽ có một cái lỗ hơi nha anh em. Đây tương tự ở loa bên cạnh. Đây phía sau thì nó sẽ có tem với dòng sản phẩm này. PMB model là CS120. Con này nó sẽ có công suất là 120W nha anh em. Bên dưới là 200 loa. Đây, tương tự là loa bên cạnh. Và bây giờ thì mình sẽ test luôn về chất âm của dòng sản phẩm này. Đây, mở anh em. Và hiện tại mình đang ghép sản phẩm này với cục đẩy của QSC với 400 nha anh em. Rồi anh em mua kèm với con này ghép thêm cái van hát karaoke hết sảy nha mà. Đây mời anh em. Chuyện hoa xin có người con gái xuân vơi vơi, tóc còn ngắn ngắn chưa đầy bụi. Ngày xưa nàng vẫn yêu màu tím, chiều chiều lên những đôi hoa xin đứng xin tín hoang biên biệt, nhớ trong chinh chiến miền xa xăm. Ôi lấy chồng chiến binh, lấy chồng thời chiến tranh, mấy người đi trở lại. Sợ khi mình đi mãi, sợ khi mình không về thì thương người vợ bé mong chiều quê. Nhưng không chết người trai khói lửa, mà chết người gái nhỏ hồ vương, mà chết người em gái tôi thương. Đời tôi
là chiến binh rừng núi. Thường ngày qua những đôi hoa xinh, thấy cành xinh tím thương vô bờ. Tiếc người em gái không còn nữa, tại sao nàng vẫn yêu màu tím? Màu buồn tan tác phải không em, để chiều xin tím hoang biển biển, để mình tôi khóc chuyện hoàng. Đánh nghe nó quá đã, nhưng mà bass đập căng nghe chồng tiếng rất là hay luôn anh em. Đây qua giới thiệu với anh em hơi căng ở dòng sản phẩm này. Đây hơi căng nó là mở lưới anh em, rất là mới, rất là đẹp. Nhưng mà đây đóng vô khung, đây rất là mới anh em. Rồi ok, anh em thấy sao về tổng quan dòng sản phẩm này thì hãy để lại bình luận ở bên dưới video. Cảm ơn em đã dành rất là nhiều thời gian để theo dõi video của Nhật Audio. Nếu thấy video hữu ích thì anh em hãy đăng ký kênh để ủng hộ Nhật Audio nhé. Xin chào và hẹn gặp em trong những video tới. Bye. Anh em có thể vào trang facebook.com/nhật audio để tìm thêm và nhiều sản phẩm mới nhất nhé.